Kính thưa Thầy, xin Thầy xác nhận có chuyện 5 con rồng màu xuất hiện và chỉ có con rồng trắng cho vài bạn đạo thấy thôi. Rồng này là hữu hình hay vô hình? Thấy tại đâu? Dạ thưa, có lẽ là thấy. Hôm trước đây có vài bạn đạo nói rằng ở trong phòng Thầy có thấy con rồng. Phải rồng rồng trắng đó. Dạ. Thì bạn đạo đó hỏi. Vì biển nó động quá, bạn đạo cũng phàn nàn, còn tôi cũng cầu xin cho nó đi bớt, đừng có phá quậy nhiều quá, bạn đạo chịu không nổi. Đêm đó tôi cũng có hứa và tôi xin cầu nguyện để giải bớt sự động loạn, để đem lại sự thanh tịnh cho bạn đạo chung học vui trên tàu, thì hôm sau nó cũng bớt lần lần hết. Thì lúc đó là anh Ngẫu vô phòng tôi, anh nhìn anh thấy con rồng nó đang bay lên, rồng nó bay lên la lên. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, một hồi nó tan đi về điển giới, nhưng mà điển trượt, điển thanh phân minh trong giây phút đó. Người tu đi xem cinema có ảnh hưởng gì không? Cinema là giả tạo những hình ảnh ảo thuật để giúp vui một chút thôi. Cái trí khôn của loài người, để thấy cái trí khôn của loài người ngày nay đã tiến tới đâu, và thấy đấng toàn năng đã xây dựng cho nhân loại đã tới đâu. Mình có điển mình hiểu cái trình độ tiến hóa của nhân loại đã tới đâu khi mình xem cinema toàn là những ảo giác, mơ tưởng mà không có sự thật. Nhưng người ta thích đùng nhau đi coi trong cuộc sắp đặt có trật tự mà thôi, hình ảnh sắp đặt có trật tự, nhưng mà không có sự thật. Chúng ta tu hành chúng ta mới thấy sự thật được. Chúng ta mới thấy cái cinema khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta thấy những cảnh tiên nhà Phật trật tự tốt đẹp. Cái cinema đó nên thấy hơn cái cinema thế gian trong cấu trúc bởi khối óc giới hạn mà thôi, không tiến tới vô cùng như phần hồn mà tiến hóa được lên thiên quốc. Kính thưa Thầy, có câu nhân nào quả nấy, hay người nào làm thì người đó chịu, nhưng một mặt khác lại có câu cha ăn mặn con khát nước, vậy câu nào đúng, xin Thầy khai triển dùm. Chứ chung quy cũng là trong cái tham thôi. Nhân quả là để đo lường sự tham của con người. Cha ăn mặn con khát nước là cha tham quá. Con thì muốn tìm tham mà được của, thì cái luật nhân quả không cho phép nối tiếp cho người kế tiếp tham đâu. Cho nên con phải khổ, con khát nước, mà cha thì dư giả là tham, thì con phải khổ. Cha tham chừng nào con khổ chừng nấy, không có ít đâu. Mà cha minh bạch, quang minh chánh đại, tức tu đứng đắn là tạo cái dù cho con hưởng, và con không có tham mà sống một cách vừa phải, an thân hơn những người mong muốn của tình đời. Vì nó noi gương cha nó đã thành công sau bao nhiêu năm tu học, trong không mà có, trong thiếu mà đủ, không có khổ. Vì nó nhờ nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng nó, nó mượn chút vật chất nó đủ sống rồi. Sống tạm để đi, chứ ở thế gian không ai sống vĩnh cửu để hưởng đâu. Xin cảm ơn được Thầy. Một câu hỏi. Người mất đi được an táng bằng cách chôn dưới lòng đất hoặc thiêu, con cháu bị ảnh hưởng chi phối như thế nào với thiện, nhớ nơi trong cất? Chúng ta thấy cái xác của chúng ta đây biết bao nhiêu nghiệp là từ tiền kiếp nó truyền tới ngày hôm nay, mà chúng ta phát triển không được về tâm linh, phần hồn cũng không thấy rõ ràng, là nghiệp lực bao vây mà thôi. Cho nên chết rồi nên đốt thiêu nó để nó giải tất cả các nghiệp, không có lưu luyến. Cho nên ở đời người Việt Nam, người Trung Hoa có nghĩa chết thích chôn. Có người, nhiều người trông đúng tuổi, con cái đúng tuổi 40 tuổi là nó phải khùng.
vì cái sự sanh khắc của gia căn nó cũng còn, nó lưu luyến và nó chiếu. Nếu thanh không nói gì mà trượt là chỉ có phá hoại thôi. Gia căn bất ổn, nhiều người điên mà không biết tại điên, khùng mà không biết tại sao khùng, giải quyết không được, nhiều yếu tố không phải đơn giản đâu. Cho nên chỉ có tu. Trong gia đình anh em có bị như vậy, mình tu, ráng cố gắng tu, thật tâm tu, hướng về vị Phật A-di-đà mà tu tiến, thì cái luồng điển chúng ta càng ngày càng mạnh, tự trường càng tốt, có thể ảnh hưởng cho con em. Tự phần hồn thức giác tu với chúng ta, nó mới giải quyết được cái trận đồ khùng điên của chính nó. Kính thưa ông Tám, tại sao có nhiều người thực hành công phu rất chăm chỉ nhưng lại không được tham dự đại hội kỳ này, trong khi con nhận thấy mình không thiền nhiều như họ nhưng lại có duyên may đi đại hội? Xin ông Tám giải đáp giùm con. Nên khi mà con biết có duyên may thì người đó chưa có duyên, phải tu một thời gian nữa rồi sẽ có duyên cũng đi đại hội được hết. Kính chúc sức khỏe Đức Thầy nhân đại hội lần thứ 17 hùng vĩ giao liên. Kính Thầy minh giải cho con, Việt Nam khi nào hoa đạo nở, cho đàn con thơ được núp bóng cha già? Con Lý Vĩnh Văn, Việt Nam. Việt Nam càng khổ, cũng như cái bông mà muốn tốt phải chôn sâu, phải có phân bón, phải kích động, nó mới tiến hoa tốt, trăm hoa đua nở. Nó khổ nhưng mà sau này nó lại tốt. Sau cái khổ nó thức tâm, ùng ùng nhau kéo một đường đi tu để giải thoát, về thấy nó là một của quý của cả càn khôn vũ trụ. Nó đã khối óc cấu trúc tinh vi bởi siêu nhiên mà hình thành, thì nó khám phá được khả năng của chính nó và nó khai triển được vô cùng. Thì nước giàu dân mạnh, không có khổ đâu. Dân không có đòi hỏi thì nước chỉ giàu, mà dân chỉ cái xài phí là nước chỉ nghèo, không có phát triển. Xài phí chừng nào thì lưu manh, hối lộ lường gạt đủ chuyện hết, thì làm sao quốc thái dân an được? Sửa tiếng nhịn nhục, thấy của trời đất là vô cùng an lạc, tu tiến trong thanh tịnh mới ảnh hưởng khắp thế giới, cùng tu cùng tiến, và thấy giá trị của người khổ đã đạt thành. Chứ mới thấy giá trị của vị Phật cũng đã khổ mơ thành, Chúa cũng khổ, dân thân khắp các nơi độ chúng sanh, và chúng sanh nào biết Chúa khổ, tưởng Chúa sướng hơn. Thành ra nó chỉ cầu xin mà nó không thực hành dũng mãnh, ý chí tận độ quần sanh như Chúa và Phật được, thành ra nó khổ hoài, nó không tiến. Xin Đức Thầy giảng về tính chất từ bi của điển vô vi. Từ bi là muốn biết được tính chất của điển vô vi thì chúng ta nhìn điển mặt trời có phải từ bi không? Không có điển mặt trời làm sao chúng ta sống ban chiếu cho khắp mọi nơi? Tâm từ bi của chúng ta phát triển, nội tâm bừng sáng rồi, chúng ta muốn làm gì đấy? Muốn cứu độ vạn linh trong cơ thể chúng ta cũng như ảnh hưởng quần sanh tại thế. Đó là phát triển từ bi và tiếp tục học từ bi càng ngày càng lớn rộng hơn. Mọi người cùng tu cùng tiến càng ngày càng lớn rộng hơn. Con rất nhạy cảm, đi đến đâu cũng cảm nhận được sự nặng nhẹ. Gần người có bệnh thì cảm thấy bệnh ấy qua mình. Sự nhạy cảm đó có lợi gì không? Thì con có cái pháp nắm trong tay, niệm Phật để giải nó đi. Niệm Phật bất cứ trường hợp nào cũng phải niệm Phật để giải, thì con mới thấy cái sự quyền diệu của pháp, của niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đã tận giải tất cả những nghiệp căn trong nội tâm.